Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thiết bị studio nữa mà chắc chắn rằng rất nhiều anh em sẽ thích, bởi vì cái mức giá nó quá dễ tiếp cận luôn. Đến từ nhà Urinji, rất là nổi tiếng, hiện tại đang bán rất chạy ở thị trường. Nó rẻ hơn so với các sản phẩm đối thủ quá nhiều, chỉ khoảng 2 triệu thôi anh em, cho một cái đèn 40W pin sạc tích hợp luôn. Như thường lệ, link mua hàng sẽ để dưới phần description cho anh em. Đầu tiên là hộp sản phẩm, chúng ta thấy hộp rất đẹp ha, rất là mịn dày dặn nè. Hộp rất là rắn chắc. Bên trong đây có một số thông số nữa nè. Chúng ta có nhiệt độ màu từ 2500 đến 6500 Kelvin lên đến 4500 LED. Thời gian hoạt động của pin này là 75 phút. Chúng ta sẽ có 8 chế độ ánh sáng. Chúng ta sẽ có thông tin về viên pin nè, 14.8V, 3400 mAh. Đây, chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ có phụ kiện. Đầu tiên đó là adapter. Adapter rất là cơ bản, khá là ổn ha, rắn chắc, 19V, 3.2A. Phụ kiện chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có nhân vật chính. Tuy có 2 triệu thôi anh em, nó cũng không có nhỏ lắm mà cũng không có lớn lắm ha. Cái đèn này chúng ta có thể gắn vào bên trên máy ảnh, hoặc là cũng có thể gắn vào chân máy để dùng trong studio. Chúng ta sẽ có một diffuser. Diffuser này thì mình thấy chất lượng tốt nha. Cái loại nhựa này tốt, nó chịu được nhiệt đó, khá là dày luôn. Và đây là chóa. Chất lượng của chóa nè, anh em thấy rất là ổn nha. Tuy chỉ có 2 triệu thôi mà anh em thấy nè, sơn tĩnh điện nè, cái chất liệu mạ mình thấy khá là ổn luôn đó anh em. Gần đây các hãng như Urinji họ đã tạo rất là nhiều điều bất ngờ cho thị trường, mức giá phải nó quá rẻ luôn. Và ở đây nhân vật chính của chúng ta, đầu tiên là chất lượng hoàn thiện nha, bằng nhựa nha anh em chứ không phải bằng kim loại. Nhưng mà anh em thấy nè, cái đồ hoàn thiện tốt lắm, rất là khít, rất là đều luôn nha. Chúng ta không tìm thấy bất cứ một tí nhựa thừa nào luôn. Chỉ có 2 triệu thôi. Đây là thông tin sản phẩm LT028. Mặt sau thì chúng ta sẽ có nút nguồn nè, nhiệt độ màu, công suất, đầu nguồn dùng để sạc hoặc là chúng ta muốn dùng điện trực tiếp cũng được. Và đây là mặt trước, chúng ta sẽ có tản nhiệt nhôm, rất là nét luôn nè anh em. Và ở đây là tinh thể LED, nên thế kích thước khá là ổn luôn ha. Những cái nút này thì bằng nhựa hết nha, nhưng mà cái độ chính xác nó cao lắm, rất là nét luôn nè. Đây, chúng ta mở nguồn, thiết kế khá đơn giản và viên pin được tích hợp bên trong đây luôn. Chúng ta bật gạt này qua, tăng lên, mở nguồn. Đây là nhiệt độ nè, là dim pin nè. Ồ, rất sáng luôn nè, cực kỳ sáng luôn nè, anh thấy nè, sáng chói luôn ha. Và đây là nhiệt độ màu, chỉnh chỉ có 2% thôi mà anh em thấy sáng rực luôn. Cái màu da lên rất là đẹp luôn nè anh em. Đây, anh em thấy cái màu da nè, cái chất lượng của cái tinh thể LED này mình đánh giá là tốt đó, nó cho cái màu rất là chuẩn, màu da đẹp ghê luôn nè. Nếu mà sử dụng những tế bào LED rẻ tiền thì da nó sẽ bị màu tím tái nhợt nhạt. Còn đây anh em thấy lên màu rất đẹp luôn nè, quá rẻ luôn. Đây mình chỉnh mất cái 2% này mà sáng rực chói luôn nè. Đây là 100%, chói lóa luôn nè. Và đây là nhiệt độ màu, chúng ta sẽ có vàng ấm áp nè, rất là vàng luôn và trắng tinh luôn. Ok, mình sẽ lắp diffuser vào. Chúng ta sẽ có như thế này và thể lắp tản sáng vào. Ở bên trong đây cũng có quạt nha nè, bây giờ quạt nó bắt đầu chạy đó. Tuy nhiên mình cầm vào thấy rất là mát, mặc dù mình chạy công suất rất là cao luôn nè. Nói chung thì mới với mức giá 2 triệu thì đây là một sản phẩm không đối thủ rồi. Chúng ta có một chất lượng hoàn thiện rất là tốt luôn, pin tích hợp, kích thước cũng rất là gọn và công suất như thế này thì nó thừa sức đáp ứng cho chúng ta rồi. Thậm chí cả những anh em làm nghề có thể dùng cơ động hoặc là cố định studio đều được hết. Ok, nói chung đây là một lựa chọn rất là đáng cân nhắc cho anh em, và mức giá thật sự thì nó quá dễ tiếp cận rồi. Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.